lâu hơn tay qua. Không ngại khó, không ngại khổ, không ngại bị chửi. Đúng rồi, không ngại nhục luôn. Cho nên các bạn không có tiền. Dạ đúng rồi. Anh Tứ nhận học trò cho em theo với. Hiện tại chưa tuyển á chứ sao ai cũng thích là như Tứ vậy ta. Yêu chị cắm bông gai, à là yêu chị Thảo. Trời ơi tin buồn, chị Thảo sắp lấy chồng rồi, nghe mấy anh nào theo chị Thảo ơi. Thảo đi lấy dạ, chồng. Chị Thảo bên nhà em sắp lấy chồng rồi ạ. À? Có bến đổ rồi. Thằng bán thuốc sâu nào mà nó hay dữ vậy ta. Gói rẻ nhất của đám cưới và đám hỏi hoa của Việt Nam. Dạ 132 triệu ạ. Quay 132 triệu thì em lời khoảng 32 triệu chưa tính tiền lương nhân viên. Rồi đây đây gì nè, cầm cầm đây, cầm đây này, rồi đưa đây đấy, rồi rồi chạy cho bạn làm nhanh lên đó. Đó, cái tốc độ sẽ nhanh lên nhưng mà mình vẫn không tìm được cái điều đó. Bé ơi mấy thằng nữa ơi, đi anh cây hai đổi hai đổi cây. Anh than quá nha, toàn làm show lớn không à. Dạ thì ngũ xà tự nhiên hương mà mình làm chất lượng đi thì tự động là khách hàng sẽ tìm đến mình thôi. Trong kinh doanh nó quan trọng nhất là kiểu mình quan trọng nhất là mình thực sự là mình làm tốt, mình làm đúng thì khách hàng sẽ ủng hộ mình thôi. Dạ em cảm ơn chị Ngọc Trân ủng hộ gia đình Louis nha. Là sao em không mê anh, em mê Louis. Dạ cảm ơn bạn nhiều. Dạ em chào chị Tiên ạ. Cố gắng kiếm tiền để cưới chồng, lần sau theo đuổi được cái cổng hoa ô về của nhà anh Tứ. Dạ cảm ơn bạn nhiều. Ồ bao nhiêu người đang coi vậy? Dạ 191 người đang xem. Mọi người bấm vô màn hình giùm em hai lần được không? Thả tim thả ơ các kiểu nha. Đừng có bông đó em ạ, cột mút đây. Thôi bên nhà mình là lật cột đi. Thôi mọi người ơi. Vô chưa ta? Vô là được 40 người rồi. Bây giờ này mọi người đi xem. Chào cả nhà đi, hello đi. Chào cả nhà đến với lại livestream của team Simon Tứ. Và tôi, bạn cameraman. Chào đi. Dạ em cảm ơn chị Thảo Điền ạ. À. Dạ đúng rồi đó, chị buồn đổi tên thôi. Dạ đúng rồi, dạ, lại là em nữa nha chị. Buồn đổi tên, trời ơi, tên dễ thương nghe, buồn đổi tên. Dạ mấy anh chị thương em, mấy anh chị bấm vào màn hình hai lần giùm em với nha. 20 lần luôn đi các chị ơi. Nào anh mua xe MG qua em nha. MG về của nhà anh Tứ. Dạ cảm ơn bạn nhiều. Ồ bao nhiêu người đang coi vậy? Dạ 191 người đang xem. Mọi người bấm vào màn hình giùm em hai lần được không? Thả tim thả ơ các kiểu nha. Đừng có bông đó em ạ, cột mút đây. Thôi bên nhà mình là lật cột đi, lật rồi lật qua. Dạ mấy anh chị bấm cho màn hình hai lần. Rồi bưng ra đổi cây mấy đàn nữa ơi, đổi cây giùm anh cái nhanh. Cái cây nào có lá thì cầm lấy. Dạ em ở Hồ Chí Minh nha chị Mai ơi. Hoa mộng số này màu hồng ha anh. Dạ đúng rồi, cái hồng nó gọi là song hỷ. Dạ, mộng số song hỷ ha anh. Dạ đúng rồi, hai màu này gọi là mộng số song hỷ. Chứ mà người gọi mộng số màu hồng thì có người không biết, trong cái ngành hoa thì thường nó hay gọi là mộng số song hỷ.